Đúng rồi. Đây mình phi xuống cái phi cái vui lựa cho rồi. Nó rộng. Hello, xin chào mọi người yêu mến thân thương của mình. Bữa nay mình tiếp tục mình đi giăng lưới nha mọi người. Cái mẫu lưới hờ, cái mẫu hôm hỏm mình thuốc bữa nay cá nó còn nó không cá gôn nó còn còn nguyên đó mọi người, nó không chết. Bữa nay đi giăng lưới. Hôm qua kia hôm hỏm mình giăng mình có đăng lên một cái video là nó dính. Bữa đó bây giờ mình gỡ xong rồi là có khoảng 4 kg cá gôn mọi người. Khủng khiếp. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi mình giăng. Đây mình có đem tay lưới theo. Lấy tay lưới ra mình giăng cái mẫu này. Đã giăng rồi. Giờ cá nó ụt ngâu chứ mình sẽ bắt chặn này nó chắc bèo nhất cũng vài kg nữa mà. Đây lấy lưới mình răng bằng đó mình răng bọc lại đằng này xong rồi này bây giờ cái tay lưới này nó dài lắm 100 mét luôn nhúng nước rồi. Cho nó ướt ướt dễ răng mọi người. Nhiều anh chị hỏi mình ở khu vực nào mà sao với cá dữ vậy. Mình ở khu vực là tỉnh Bạc Liêu giáp ranh Cà Mau mọi người. Lúc nào trên ruộng cái sông cá bao la luôn nè. Đéo. Nói chung ở khu vực này cá đồng còn rất là nhiều mọi người. Chịu kiếm cá là sáng cá, trưa cá, là chiều cá luôn, từ tối cá luôn. Ăn hoài suốt tháng lần vẫn là cá, vẫn còn cá ăn nha. Xác mấy hôm nay mọi người. Ém nó lại. Hôm hỏm mình ăn nhiều mọi người là lý do là mặt chảng nó khô gan à, nó cá nó chạy lên được, nó khô lắm mọi người. Mình ăn nó cũng đưa nó cũng dụng á. Nó nghe động động động, thứ nhất là lũ vô cỏ thứ gì nó chạy loạt chảng. Làm ra nó bớt dính hơn một lần. Chứ mình xả khô chứ nữa là không có đường nào nó thoát hết. Không thể tưởng được, xả xuống đi chứ. Bữa nay trời nắng khá là nhiều mọi người. Văn một hồi làm như nó thấm, nó say nắng, nó thấm mệt quá. Bây giờ mình cố gắng mình ăn thêm một chút cuốn lưới thôi xong mình lấy chiếc nhảy là mình vừa giăng xong mọi người. Giăng cái lưới 100 mét giăng có 15 phút, vừa giăng vừa gỡ còn 15 phút mọi người. Bữa nay chắc ít hơn qua mọi người, thấy nãy giờ thấy nó đâm đâm mà hơi dở quá. Gắn nhẹ nhẹ cho mọi người xem mọi thấy từ lưới không đây. Rồi giờ mình kéo vô từ vô rồi. Nhẹ 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 vô là nó có đầu cá nè. Cá nó hết đường nó đi là nó đâm vô. Khôn lắm mà bự. Định dưới này. Định dưới là nó gạt cho chỗ khác á. Nó đâm vô đó. Thôi dần quay dĩa thông lên ngồi đợi mình. Rồi ngồi đợi chừng nào nó vô hết thì mình đây, cái thùng đấy mình bỏ đây rồi mình dắt vô cái, trong cái chòi giờ mình có làm túp lều lý tưởng mà vô cái túp lều lý tưởng mát thôi. Đây vô đây nghỉ mát nha. Nãy giờ mình nghỉ mát ở trong trời cũng đỡ mệt rồi, thôi giờ mình đi thăm lưới luôn rồi. Nó nằm giật lưới rồi mọi người. Động động là nó khôn lắm. Động động là nó chạy chỗ khác nha. Lưới nè. Kéo lại. Kéo lại chừng nào rồi cho nó sát vào mấy anh này, nãy mình văng mấy bên kia. Thì mình kéo sát mấy anh này để cho cá nó. Cái chốt nhảy dở cho người xem nha. Hai con cá tốt bự nè, ba con luôn. Giờ kéo từ từ vô. Tại lưới này là dài kilo nữa rồi. Mọi người thấy con cò nó lúc đằng đẵng luôn rồi. Từ đây mà tới con cò có khoảng là 5 công bà đứng, 5 công đứng có nhiêu mét đây. 5 công bà đứng đó là một công mà 2 tầm, mà tầm 3 mét, chục tầm 30 mét. 30, 30, 30, 35, 150 mét. 150 mét đúng không? Để đẳng 150 mét. Thăm nữa rồi, có dính không?
Ừ. Hai con nha. Chỉ là gà yến thẻ không, thẻ nè. Thẻ. Để mình tắt con gà luôn rồi. Nó yến sú luôn. Đây con sú. Còn đây là con thẻ. Ú. Cái phi sú, cái phi cái ui. Lựa chứ. Đây con thẻ trên. Đầu lưới luôn rồi. Rồi mình cũng cuốn luôn rồi. Nãy giờ đợi cũng lâu lâu luôn rồi. Nó dính ít thơm hổng. Để mình cuốn lại mình kiểm soát lại lát nữa được bao nhiêu con. Đây mọi người. Đó, dính nè, là đắng nè. Bữa nay dính ít thôi rồi. Bây giờ mình cuốn cho người thấy nè. Dở, bữa nay dở quá mọi người. Cuốn lại mình xiên, mình văng lại là xiên văng. Vô đây cũng là ít ít, cũng mai cũng cả 1 tí mà 2 kg luôn. Mình thấy được không? Bên đây văng hơi dở hơn hỏi mọi người, nhưng mà cũng ký ngoài mọi người, cái gô chốt cũng ký ngoài, hỏi tới 3 ký mấy gần 4 ký luôn, trời nắng chang chang mọi người, văng chắc này, văng là văng mà ngậu với nước không? Nước luôn, nước luôn. Đó, không chăn chăn. Bị bây giờ mình làm như bị say nắng mệt quá. Cái cảnh sống ở trong đồng trong quê mọi người thấy không? Nếu mà mình xiên á, mình đi giăng lưới gì nè, là mình khỏi tốn tiền đi chợ luôn rồi. Đó. Nhưng mà mệt lắm. Người ta ở ngoài chợ người ta đợi cho mấy người nông dân ở trong ruộng á. Sáng người ta giăng cái người ta mua bán cái đồng ra vô. Ra ta lấy tiền ta mua ta ăn cái gậu. Mình bên trong này mình thấy dòng. Đó, dòng dính này. Cũng được mọi người. Ký mấy mọi người, có cành cành không? Ký mấy á. Đây thôi bây giờ mình đổ vô đây mọi người. Rồi. Rồi mọi người bây giờ mình cuốn lưới xong rồi, lúc mình cuốn lưới thì có mình ơn mình quay có đoạn ngắn mọi người, không có quay được nhiều. Mọi người cũng thông cảm nha. Tại vì Nhật Dương á đi học con người, bây giờ mình đi quay có một mình thôi. Giăng lưới cuốn lưới rồi quay rồi cực lắm rồi. Mình thấy không? Đó. Lưới dính nè. Đó. Nặng lắm à, cũng nặng lắm à. Thôi bây giờ mình xin kết thúc tại đây mọi người. Mình xin kết thúc mọi người tại đây. Mọi người thấy thích thì cho mình xin một like và đăng ký và một bình luận đặc biệt cho mình. Mọi người góp ý thì mình làm theo mọi người, cái ý kiến nào hay mình làm theo mọi người. Xin bye mọi người. Bye. Hẹn gặp lại mọi người clip sau nha.